VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA phối theo nguyên lý, lắp theo âm học. Hiện đại, đẳng cấp, tất cả trong một. Đồng liên Kình Okara 24 4TB, sản phẩm mới nhất này đã có mặt tại hệ thống showroom của VDA. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thật vui mừng khi VDA được giới thiệu đến tất cả quý vị một sản phẩm mới nhất đến từ VDA của chúng tôi và được đánh giá cao nhất về chất lượng lẫn thiết kế. Và sản phẩm ngày hôm nay Viết Phương muốn gửi đến tất cả các bạn đó chính là sản phẩm đầu liên màn hình Okara C21. Và chiếc đầu liên màn hình Okara C21 này có những điểm gì đặc biệt? Ngay sau đây hãy cùng Viết Phương tìm hiểu nhé. Và mong rằng video này sẽ giúp các bạn có thể quyết định sở hữu cho mình một chiếc đầu liên màn hình Okara C21 về cho dàn karaoke gia đình nhà bạn và cũng như phòng kinh doanh ca hát của bên gia đình bạn. Nào hãy cùng Viết Phương tìm hiểu nhé. Quý vị thân mến, sản phẩm này là sự kết hợp 2 trong 1, giúp người dùng có thể cảm thấy tiện lợi hơn trong việc giải trí của mình. Tuy nhiên vẫn có một số khách hàng chúng ta muốn sự hiện diện của chiếc đầu để có thể thay thế cho mình một chiếc đầu khác mới hơn, hiện đại hơn và việc bảo hành sửa chữa cũng trở nên dễ dàng hơn khi mà chúng ta gặp những vấn đề khó khăn hay là hư hỏng điều gì đó. Điểm cộng của sản phẩm này đó chính là sự kết hợp 2 trong 1 về thiết kế. Nếu như trước đây các bạn phải vừa mua cho mình một chiếc đầu karaoke và vừa mua cho mình một chiếc đầu cảm ứng thì bây giờ các bạn đã có một chiếc đầu liên màn hình Okara C21. Và vừa tiện lợi nè, lại vừa tiết kiệm chi phí cũng như tiết kiệm không gian cho gia đình nhà bạn. Tổng thể đầu máy Okara C21 mang màu trắng sữa với các điểm nhấn màu vàng gold tạo ra sự đẳng cấp cho thiết bị. Máy khinh cảm ứng có kích thước là 21.5 inch, vỏ bọc ngoài được làm từ nhựa cứng cáp. Mặt trên của màn khinh được viền thêm một lớp nhôm mạ đồng phía ngoài giúp đầu C21 có độ bền cao hơn. Mặt sau được bố trí hệ thống tản nhiệt giúp tránh hiện tượng thiết bị hoạt động quá tải dẫn đến hư hỏng. Chân để được cấu tạo từ sắt và bàn để chống đỡ phía dưới có kích thước khá to, giúp màn hình đứng vững không bị rung lắc khi người dùng thao tác. Một ưu điểm nữa ở sản phẩm này rất tuyệt vời đó chính là màn hình gương có thể chống lóa ở điều kiện quá sáng, không gây đau mắt khi sử dụng. Thiết kế màn hình nghiêng xuống phía dưới, dễ dàng điều khiển cho cả khi đứng và ngồi. Sử dụng hệ điều hành Linux, chip xử lý chuyên dụng mang đến hiệu suất cao và hoạt động ổn định. Độ nhạy cao chỉ cần chạm nhẹ là có thể chọn bài, tạm dừng video karaoke, tắt tiếng, tìm kiếm bài hát, duyệt bài hát theo chủ đề hoặc tên ca sĩ. Ngồi ổ cứng offline, bạn có thể hát karaoke online thông qua các ứng dụng có sẵn như YouTube, Mixlo, Sunlo, cập nhật tất cả các bài hát mới nhất cho bạn tha hồ thả ga. Hơn nữa, sản phẩm này có thể kết nối Wi-Fi với tốc độ tải cao, cho bạn tha hồ tải nhạc về máy, chỉ mất 20 giây trong một lần tải mà thôi. Và nếu như tất cả các bạn chúng ta đã yêu thích chiếc đầu liền màn hình Okara C21 này thì còn chần chờ gì nữa mà không ghé ngay hệ thống showroom của VDA để có thể test thử sản phẩm miễn phí cũng như nhận những tư vấn nhiệt tình đến từ chúng tôi. Và giá của sản phẩm này lại vô cùng tuyệt vời luôn. Đối với chiếc đầu Okara C21 3TB thì có giá là 15.200.000 đồng và đối với chiếc đầu Okara C21 4TB thì có giá là 16.200.000 đồng. Một mức giá rất tuyệt vời phải không nào? Và rất vui được gặp lại các bạn trong chương trình lần này. Và đừng quên, nếu còn thắc mắc gì thì hãy liên hệ về số hotline quen thuộc của chúng tôi thông qua số 0902 799 186. Và một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.